Xin chào các bạn, trở lại với video của kênh IT Không Chuyên ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dọn bớt cái ổ đĩa C. Ổ đĩa C của mình đang rất là gần đầy rồi. Thì vài bữa nữa mình rảnh, mình có thời gian mình sẽ mua một cái ổ khác cỡ 500 GB về mình thay. Tại cái ổ C này là đang xài là ổ SSD 128 GB, thì 128 mà nó hao đâu còn tầm 118 nè. Thì nó gần đầy luôn, có hồi mình chạy nó đỏ luôn á. Thì bây giờ mình dọn bớt. Mình bấm chuột phải vô cái ổ đĩa C xuống dưới property này ha. Nó sẽ có cái mục nè, clear nè. Đó. Cái mục này sẽ xóa clean up. Rồi, nó lên cái bảng này, các bạn kệ nó đi. Các bạn bấm tiếp cái này. Đó. Linux system file này. Đó, nó sẽ chạy một chút xíu. Nó sẽ lên cho mình một mớ nữa. Đây, các bạn chú ý đây nè. Nó có một cái file update gì nè, tới 2 GB 7 lần nè. Có khi cái file này nó lên 4 5 GB 5 6 GB luôn các bạn. Rồi mình kéo xuống dưới coi có cái mục nào nữa. Xóa luôn. Mấy cái mục này toàn là mấy mục không cần thiết không các bạn nha. Thùng rác nè, thùng rác nó đang trống nên mình thùng rác các bạn có sẵn xóa xóa luôn thùng rác luôn cũng được. Xong rồi mình sẽ bấm ok. Đây nè, hồi nãy mình còn trống 12 GB 3 thôi ha. Bây giờ mình sẽ bấm ok, nó sẽ hỏi mình có xóa hay không, mình bấm xóa ha. Delete file. Rồi giờ nó đang xóa nè, mình đợi nó xóa xong thì nó sẽ trống lên cho mình thêm được khoảng tầm 2 GB mấy nữa. Đây nè, đây đang là 12.3 GB nè. Cái này lâu lâu các bạn vô xóa, tại vì nhiều khi Windows mình nó cập nhật cái này cái kia rồi nó lên cái bộ nhớ rất là nhiều. Cái file đó là cái file nó tải về nó để đó, mình không có xóa đi thì nó còn nguyên đó hoài luôn à. Thì cái ổ của mình nó gần hết rồi, mình phải vô mình kiểm tra thường thường xuyên để cho nó trống được nhiều hơn, cho cái máy mình làm việc nó được nhiều hơn. Nếu như mà nó trống ít như thế này nè, các bạn mà mở Photoshop hay mở cái gì lên mà mình chạy chừng một mớ hình á là nó đứng máy luôn. Nó đứng là kiểu như nó không còn cái bộ nhớ nữa để mà chạy á, là các bạn cũng không sửa không làm gì được luôn, là phải 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 tắt chương trình, mình phải mở ít hình lại. Hoặc là các bạn mở cái file nào nặng quá là nó kéo lên đỏ đỏ tới cỡ chừng 4 5 GB là cái máy mình không chạy được nữa. Nó đang xóa mấy cái file bự bự nên nó sẽ xóa rất là lâu. Đó, xong rồi bây giờ sắp xong rồi nè. Còn một chút xíu nữa thôi. Tại vì mấy cái file này cũng rất là nặng, file 2 GB mấy lần mà. Rồi bây giờ mình tắt đi, không bấm ok. Bấm refresh nó lại. Đó, là nó lên được 13 GB. Rồi mình vô mình coi còn còn gì sót không ha. Bấm lại cái nữa coi. Đó. Nó vẫn còn năm mấy mê nữa nè. Bấm xóa một cái nữa luôn. Tại cái này mình mới vừa dọn một lần rồi, xong mình mới nhớ là mình không có quay video cho các bạn. Nên giờ mình mới rảnh mình bật máy lên mình quay lại cho các bạn nè, bật phần mềm mình quay lại cho các bạn nè. Ông nó xóa cũng ít, cái ta nó xóa được có 700 mê à, mà nãy nó hiện tới 2 GB mấy lần. Bữa mình xóa nó tới 5 6 GB lần các bạn nha. Bữa là mình còn có 7 7 7 GB mấy thôi. Nên chắc mình xóa nó hết rồi nên nó lên được có một ít vậy thôi. Các bạn lâu lâu các bạn vô kiểm tra để cho nó tăng cái bộ nhớ mình lên ha. Thôi cái video này mình quay cái cách dọn sơ sơ về cho các bạn ha. Bạn nào chưa biết coi thì vô làm theo để mà tăng cái bộ nhớ mình được lên một chút xíu để xài cho máy nó mượt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của IT Không Chuyên ha. Nhớ bấm đăng ký kênh của mình và bấm cho mình một like để ủng hộ mình làm thêm những cái video khác ha. Rảnh mình sẽ quay video, tại đợt này mình bận nhiều quá mình không có thường xuyên quay những cái video cho các bạn được. Chào các bạn và hẹn các bạn ở cái video gần nhất nha.